Thưa quý vị, các đồng chí và các bạn, tối ngày 24 tháng 7, tại Nghĩa trang Liệt sĩ thị trấn Đồi Ngô, huyện Lục Nam, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã tổ chức lễ thắp nến tri ân năm 2021. Tham dự chương trình có các đồng chí Lê Thị Thu Hồng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Thân Trung Kiên, Tỉnh ủy viên, Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh, Nguyễn Thị Kim Dung, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện, đại diện lãnh đạo Hội cựu chiến binh, Hội cựu thanh niên xung phong, Hội doanh nhân trẻ tỉnh, Thường trực Huyện ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, đại diện lãnh đạo một số ban ngành đoàn thể huyện Lục Nam, thị trấn Đồi Ngô cùng hơn 100 đoàn viên thanh niên và đại diện gia đình chính sách, người có công huyện Lục Nam. Chương trình diễn ra đảm bảo các điều kiện công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19. Trước khi tham dự chương trình, 100% đoàn viên thanh niên và đại biểu đã được Huyện ủy Lục Nam chỉ đạo test nhanh COVID-19 vào buổi sáng ngày 24 tháng 7. Trong không khí trang nghiêm xúc động của buổi lễ, các đồng chí lãnh đạo tỉnh, huyện, cán bộ, đoàn viên thanh niên và nhân dân trên địa bàn đã dâng hương hoa và thắp nến tri ân tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh vì nền độc lập tự do của Tổ quốc, vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân. Tại buổi lễ, đại biểu và đoàn viên thanh niên giao lưu chia sẻ với các bác cựu chiến binh, thân nhân liệt sĩ trong chương trình Người truyền lửa với chủ đề Hát mãi về anh. Những câu chuyện được chia sẻ chính là hiện thân về nỗi đau chiến tranh vẫn đang còn đó trong thời bình, nhắc nhở thế hệ trẻ hôm nay luôn biết ơn đến các thế hệ cha anh đã hy sinh vì nền độc lập dân tộc, tự do cho nhân dân. Thế hệ trẻ hôm nay nguyện tiếp tục phát huy những truyền thống tốt đẹp, viết tiếp trang sử vẻ vang của dân tộc. Sáng ngày 26 tháng 7, được sự ủy quyền của Trung ương Đoàn, đồng chí Thân Trung Kiên, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Tỉnh ủy viên, Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh đã tới thăm tặng 43 suất quà tổng trị giá gần 70 triệu đồng cho các bác thương binh, bệnh binh tại Trung tâm điều dưỡng thương binh huyện Lạng Giang và thăm tặng quà mẹ Việt Nam anh hùng Tăng Thị Khí tại xã Thái Đào, huyện Lạng Giang. Cũng trong sáng ngày 26 tháng 7, đồng chí Giáp Xuân Cảnh, Phó Bí thư Tỉnh đoàn đã đến thăm tặng quà trị giá 4 triệu đồng cho gia đình cụ bà Phòng Thị Đặng là mẹ liệt sĩ và tặng 3 suất quà tổng trị giá 1 triệu 800 nghìn đồng cho gia đình thương binh người nhiễm chất độc hóa học tại xã Hữu Sản, huyện Sơn Động. Nhân dịp kỷ niệm 74 năm ngày Thương binh Liệt sĩ trong tháng 7, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã phối hợp với Hội Doanh nhân trẻ tỉnh tặng 21 suất quà, mỗi suất trị giá 500 nghìn đồng cho các gia đình chính sách của thị trấn Đồi Ngô, huyện Lục Nam. Phối hợp với các doanh nghiệp trong tỉnh tặng 330 suất quà, tổng trị giá 198 triệu đồng cho các gia đình chính sách, người có công, cựu thanh niên xung phong trên địa bàn tỉnh. Đây là hoạt động thường niên thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa của tuổi trẻ tỉnh Bắc Giang đối với thế hệ cha anh đã hy sinh vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đồng thời thông qua các hoạt động nhằm giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống, truyền thống, lòng yêu nước, tinh thần tự hào dân tộc cho đoàn viên, thanh thiếu nhi.